Ngày xưa ở một vùng đất u ám có một căn nhà nơi được mệnh danh là Thành An Tử Địa. Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại và đến với buổi tiệc Halloween của Lùn. Và hôm nay mình sẽ ăn một món rất là đặc biệt các bạn ơi. Ten. Hôm nay mình sẽ ăn não của anh quay phim và mắt của cả ekip Thanh Năng TV. Giờ thì ăn thôi. Đây là não của anh quay phim các bạn ơi. Nói chứ hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một cái não người mà ăn được nhưng không bị phản pháp. Đùa thôi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một món ăn vừa kinh dị nhưng mà lại rất là ngọt ngào luôn, đó chính là não người. Não người các bạn ạ. Và nếu như các bạn muốn biết cách làm như thế nào thì nhớ xem tiếp video này nha. Và nhớ subscribe cho Thánh Năng TV với lại follow Instagram của Lu. Nếu như ai không follow Instagram với subscribe Thánh Năng thì yes, coi tiếp đi. Thôi đây là cái não rau câu mà hồi nãy Lu làm đó. Bây giờ mình sẽ lật nó ra coi là nó có ra cái não hay không nha. Lu cũng đang hoang mang lắm các bạn. Chịu hồi tắm thớ nào. Yes. Thank you. Hey. Trang trí thêm á, cho nên là nhìn nó chán nhất là nó là giống nè, mà nó có cái độ tưng tưng á, cho nên là giống thiệt. Ai phải biết làm gì không? Các bạn có biết tại sao mà luôn cầm cái cọ này không? Bình thường á, ở trên cái não á, các bạn sẽ thấy có những cái đường lằn của mạch máu. Thì bây giờ mình sẽ tô lên cái chỗ mấy cái viền mạch máu này nè cho nó giống hơn. Giờ sẽ là lớp học thủ công của mình.
Cái gì vậy? Mình chỉ đang vẽ theo những cái lằn có sẵn. Gọi mời công phu. Xong Timin. Đây, Lưu đã make up xong rồi mấy bạn. Mấy bạn có thấy giống chưa? Anh phim. Giống chưa? Tương đối. Tương đối. Anh với phim này cực kỳ khó tính luôn. Làm gì cũng không bao giờ chấm điểm tuyệt đối cho mình hết. Này thì kia là tương đối, trong khi mình thấy nó rất đẹp. Rồi, xong. Nhưng mà nhìn cái manh này thì mình thấy nó hơi trống trống đúng không? Cho nên là... Chờ lưu xíu. Các bạn thấy là cách làm này có dễ không? Thật ra rất là đơn giản đúng không? Chỉ cần mua bột rau câu, xong rồi tìm một cái khuôn não. Và sau đó thì vẫn y như những lần trước mà Lô đã nói với mấy bạn, đó chính là trí tưởng tượng mình phải phong phú và bay cao, bay xa, bay luôn thì mình mới làm giống được như vậy. Và đây là não anh quay phim trong trí tưởng tượng mà nằm mơ của mình. Không biết chừng nào mới được nhai đầu ổng thì mấy bạn ơi. Mình không tới phim mình nhai đầu anh quay phim đâu. Và nếu như các bạn có những cái món ăn kinh dị nào hấp dẫn nữa thì mấy bạn có thể để lại một comment cho Lưu nha. Mình sẽ share nhau để làm thêm những món kinh dị khác. Yes. Và Happy Halloween. Cho kẹo hay bị ghẹo? Anh quay phim cho kẹo hay bị ghẹo? Cho bị ghẹo đi. Ok, cho kẹo. Cho kẹo đi. Cho kẹo. Đây, cho kẹo. Và cảm ơn mọi người đã coi video của Lu. Nếu như thấy rất hay nhớ nhấn subscribe lần nữa và follow Instagram của Lu lần nữa nha. Còn không thì phê lên. Ngọt quá. Cố định vị trí nha. Dập chồng quay đây. Rồi. Chụp lại cho nó mình.
Vâng.